Hello cả nhà, chào mừng cả nhà lại đến với kênh Nga Sumo tiếp theo. Một ngày của đại gia đình như thế nào của ngày hôm nay vậy ạ? Còn của Nga cũng như là diễn ra cuộc sống thường ngày hằng nhật như vậy thôi. Hôm nay thì Nga có đi Costco. Trong Costco thì hôm nay Nga thấy là bán rất là nhiều các loại cây. Đợt trước thì mình đi lại không thấy. Hôm nay thì mình lại thấy là còn bày ra rất là nhiều các loại thuốc nè. Rồi có nhiều sản phẩm mới ra lắm cả nhà ơi. Còn khu vực bên đây là mọi người đang cùng với Nga theo cái hướng đi xuống của Costco, là cái nơi mà mình bán đồ ăn. Ở đây em bé đang giỡn vui ghê á. Thì đi sâu về phía dưới cả nhà thấy không, có bán rất là nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại, máy móc, rồi các sản phẩm như là điện thoại, tai nghe hay là Bluetooth hay là bất kỳ một sản phẩm nào về công nghệ đều sẽ có ở đây nha cả nhà. Nhưng mà đa số là mình đi mua những cái mà thiết bị công điện tử thì sẽ đi vào trung tâm của Apple chứ không ở trong đây. Còn ở trong đây thì chủ yếu là Nga mua nhu yếu phẩm như là thịt, cá hay là đồ dùng hàng ngày. À, ở đây cái cây này, như cả nhà biết cây này cái gì không, mà có thể nói cho Nga biết không ạ? Thì để đoán sau. Hello cả nhà ơi, trong khu vực này là khu vực chứa thịt mà hôm nay như là người ta mua rất là nhiều rồi, còn chỉ trên đây còn vài miếng thôi. Wow, Nga cực kỳ là thích cái món sườn này luôn nè. Cái món sườn này thì khi mà mình nên nhờ lên ăn là phải nói là trên cả tuyệt vời. Kế bên cạnh đó là lưỡi bò, các loại lưỡi bò, phần thân bò. Xa xa, đây đây đây, chiếu cho cả nhà coi. Đây chính là bắp bò nha. Bắp bò ở đây cực kỳ tươi. Khu vực này là khu vực làm về heo. Sẽ nhân viên sẽ mổ ra rồi phân loại, nào là bẹ sườn, sườn cốt lết, thịt ba chỉ, thịt nạc dăm, thịt đùi, má heo, rồi thịt nạc hay là phần thân đều có hết. Xa xa là con thấy là đang bà con cô bác cũng đang đi mua sắm. À, ngày đầu tuần thôi nhưng mà khá là đông nha. Còn đây là cái điều mà đam mê của mình, chính là cá hồi. Cá hồi ở đây thì cực kỳ tươi luôn và giá thì cũng không quá là mắc mà cũng không khá là rẻ đâu. Nhưng nói chung là tiền nào của nấy, sờ vô miếng cá hồi phải nói là bao phê luôn nha cả nhà. À, xa xa thì cũng có rất là nhiều loại cá. Đặc biệt ở đây là cua. Ở đây cua là bên đây là hệ thống của Costco đã là hấp sẵn rồi. Ây da, có con cua nó gãy chân này. Đó, một 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 bịch như vậy là tầm 2 con, cực kỳ nặng luôn. Giá của nó thì từ dao động từ 3 mấy tới 4 mấy đồng thôi. Đó. Bên đây thì người ta đã mổ thịt sẵn rồi nè, là có những cái phân khúc ra như là phần thịt rồi phần xương, còn đây là tôm hùm. Đây, đặc biệt là cái món cá tuyết này Nga cực kỳ thích luôn, nhưng mà giá đắt lắm. Một miếng như vậy, nhỏ nhỏ như vậy thôi là 30 mấy đồng rồi. Chỉ đứng suy nghĩ một hồi, trời đất, mà tôi múc ba cái này chắc chục miếng này chắc 400 đô của tôi rồi. Bên đây cũng có rất là nhiều loại cá phi lê ra, cả nhà thấy không? Nghe cũng không biết gọi tên là gì. Còn đây là tôm nè, rất là nhiều loại tôm, cực kỳ bự nha. Trong màn hình thì cả nhà thấy là không có bự đâu, nhưng bên ngoài thì khá là lớn luôn á, và có giá cả niêm yết sẵn rồi. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Bây giờ thì Nga xin phép trở lại khu vực mua thịt của mình. Nghĩ nghĩ trong đầu miết thì cái thịt sườn bò này nó cứ xoay trong cái tâm trí của Nga thôi. Nga đang suy nghĩ là hay là hôm nay mình sẽ múc bang nha. Múc bang một ít sườn bò chẳng hạn. Nhưng mà nhìn cái nào cũng muốn mua hết. Giờ phải làm sao đây? Đây, nhìn cả nhà nhìn phi lê bò này thì ôi ôi ôi, chạy cả nước miếng phần này nữa. Ôi, thôi lấy cái này đi, chịu không nổi rồi. 51 đồng, 52, ok. Rồi mình lấy thêm một cái này nữa nha. Chứ mà ngon như vậy thì không thể nào mà cưỡng lại được. Nga nghĩ tới cái này thì Nga nghĩ như là lâu ngày mà gặp người yêu, cả nhà thấy là muốn sáp vào vô thôi. Và đặc biệt là cái phần lưỡi bò này mình muốn lấy lắm, nhưng mà mình ăn thì tính của Nga vậy nè, đi chợ thì mình ăn 2 hôm thôi rồi mình lại đi tiếp. Chứ mà đi mua nhiều quá về bỏ có ngăn đông đấy nhưng mà sẽ không ngon nữa. Nên khi nào mình muốn làm món lưỡi bò thì mình sẽ vào mua. Còn bây giờ mình coi thử coi khu vực này còn có những cái gì ngon ngon hay hay không thì mình sẽ lấy thêm. Đi đi mua nguyên liệu trước đi, đi mua những cái như là rau củ quả trước đi, rồi Nga sẽ mua cái phần bò để mà mình về mình chế biến. Và cái tủ bò này thì ngoài ra còn có những cái như là thịt bò mà băm sẵn rồi cả nhà. Nãy Nga phát hiện ra còn mấy miếng xương nè. Nga lấy hết luôn nha, 1 2 nè. Và cái này nè, 3 luôn, chơi luôn chứ 4 luôn. Đấy. Đấy, nặng thế. Ok, lên đường thôi. Đam mê của mình đó nha. Đam mê là không bao giờ chối bỏ được. Cả nhà đúng không ạ?
Nói chung là nhiều khán giả đều rất là thích là Nga ơi, Nga ở nhà lâu lâu thì múc bang. Thì Nga cũng xin phép là làm cái sườn bò hôm nay thì đỉnh quá cả nhà ơi. Miếng thịt đó vừa lớp mỡ vừa lớp nạc nè. Rồi cái thịt phần thịt nó rất là có nhiều hoa văn nữa thì rất là mềm nha. Đó. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Cực kỳ và cực kỳ ngon nếu mà cả nhà có thể có dịp trải nghiệm cái sườn bò ở bên này nha cả nhà ơi. Đó, và đây Nga phát hiện ra nhân viên mới vừa đưa ra thêm một cái miếng này nữa. Miếng này nó sẽ rẻ hơn, có 24 đồng thôi. Nhưng mà ăn nó, tại vì nó rất là nhiều mỡ. Cả nhà biết cái gu của Nga rồi. Gu của Nga thì khá là chân chu. Khá là nhạy nhụa một xíu. Đó chính là thịt mỡ. Muôn đời vẫn là thịt mỡ. Nga cũng mua một ít chocolate để mà về ăn, ăn kèm. Rồi thêm một cái miếng thịt omignon nữa. Thịt omignon này thì cực kỳ mềm luôn. Nếu mà cả nhà thích ăn theo kiểu steak mà bao mềm á thì chỉ cần ướp chảo cái đó thôi. Đó, còn bây giờ thì đã xong, hoàn thành xong cái việc đi chợ, đi búa của mình. Bây giờ thì mình sẽ đẩy xe ra ngoài và tính tiền đi về nha. Cũng rất là muốn là mua thêm nữa nhưng mà đi có một mình à, đi có mình em à, một tay vừa cầm máy, một tay vừa đẩy luôn. Cả nhà có yêu thương thì ủng hộ cho Nga nha, ủng hộ cho kênh Nga Sumo và cho yêu thương Nga thì cho Nga xin một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ cả nhà nha. Nga cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Còn khu vực này thì ôi ôi, khu vực deadline này thì phải nói là lúc nãy mình vô thì không có ai đâu, còn bây giờ tính tiền thì là một bầu trời luôn. Mình lên phía trên mình coi thử có máy mà tự quét tính tiền không ha, còn không thì mình phải sắp xe rồi deadline thôi. Ở đây là luôn luôn là tuân thủ cái vấn đề này, chứ còn để mà chen chúc lên là không được nha đại gia đình. Đó, cả nhà thấy không, ở trên đây mọi người đều sẽ xếp hàng thứ tự rồi. Còn bây giờ thì Nga xin phép là mình sẽ đi về, sau khi mà tính tiền xong rồi mình đi về để mà mình ngày hôm nay sẽ làm một cái bữa múc bang. Còn có 2 ngày nữa thôi là mình sẽ bắt đầu là rời Mỹ rồi cả nhà, để mà lại tiếp tục về với lại đại gia đình thân yêu của mình. Phải nói là khi mà mình đi như vậy rồi á, mình mới nhớ và mới biết là khán giả yêu thương Nga nhiều như thế nào. Cứ khán giả nói Nga ơi, còn mấy ngày nữa là đúng không Nga, về đi, về với Việt Nam đi em, về với mọi người đi, khán giả nhớ em nhiều lắm. Cả nhà ơi, đó cũng là điều mà Nga muốn nói với đại gia đình. Nga cũng nhớ đại gia đình rất là nhiều, cực kỳ yêu thương luôn. Vì không có đại gia đình, không có Nga của ngày hôm nay. Bây giờ Nga xin phép là tính tiền, đây là nhân viên đang chết thì gặp mình mua những gì. Đó, đây là Costco nha. Cũng như là lời Nga gửi gắm đến đại gia đình, Nga luôn luôn mong cả nhà của mình sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Cũng là cái điều mà Nga muốn nói, Nga thương cả nhà mình nhiều lắm. Cảm ơn cả nhà đã luôn đóng góp những ý kiến để cho Nga có một cái Nga sumo của ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Nga xin phép là đi về và tiếp tục video này. Cả nhà theo dõi nhé. Sẽ là một video mukbang, sau đó là mình sẽ qua bên bên nhà hàng của Nga. Mà qua bên nhà của gia đình để mà giới thiệu đến đại gia đình những cái mà gia đình đang rất là tò mò về gia đình và cuộc sống của Nga bên Mỹ. Cả nhà nha. Hi, xin chào cả nhà. Lại là Nga đây nè. Đã lâu rồi Nga không có đứng bếp đúng không ạ? Cũng trong suốt thời gian 6 tháng về Việt Nam, mình không có nấu ăn rồi. Hôm nay Nga đang có là 3 miếng sườn bò rất là lớn. Nga đang chần qua nước sôi ha. Trong nước sôi này có muối nữa. Lại được. Ba miếng này có à. Nhiều thịt, mình thích cái lớp mỡ của nó rồi. Còn lại là mỡ này. Thank you.
Giờ nghe có chảo bơ đã tan chảy rồi. Nhưng bên cạnh đó mình có hành tím nè, với tỏi, ớt và cà chua mình đã xào sơ qua. Phi thơm đây nè. Sau đó thì nghe sẽ đổ cái phần này vào đây. Đố cả nhà hôm nay Nga làm món gì ạ? Bên cạnh đó thì Nga đã có cà rốt rồi ha. Cà rốt này khi nào mà cái sườn bò này mềm á thì mình mới bắt đầu cho vào mình ninh tiếp. Khi mà dầu bơ đã lăn tăn rồi thì Nga sẽ bỏ sườn vào. Miếng sườn khá là to. Có nước tương, một xíu nước mắm. Gia vị, muối, và xíu đường, cà no. Ok. Sau đó mình sẽ trộn đều lên và mình ninh trong vòng khoảng chừng 50 phút nha. Dạ Sumo, chiếc bụng không đáy. Đây cả nhà ơi, wow nóng. Ôi giời ơi. Thì mình sẽ cho cà rốt vào nha. Ăn theo kiểu siêu to không đủ. Tiếp tục đánh mất lại. A few minutes later. Lô đại gia đình ơi, sau khi mà cái sườn bò của mình đã mềm rồi nè. Đó. Mềm mượt rồi, các như thấy không? Thì mình sẽ cho cái này vô, mình sẽ ăn hơi sống sống cái này ha. Và cuối cùng đó chính là trứng. Lâu lắm rồi mình mới ngồi đây rồi nấu ăn vào một cái góc quen thuộc của mình. Đặc biệt hôm nay mình có cắm vài cái chậu hoa phía sau lưng để cho cuộc sống mình thêm tươi màu hơn ha. Đã khoảng chừng 6 tháng từ lúc trở về Việt Nam và qua lại, Nga có một bữa cơm, đơn giản là một tô cơm và một dĩa sườn bò sốt bơ. Nga xin phép mời đại gia đình của mình ha. Bữa nay ăn đơn giản như vậy thôi. Napkin, giấy và điều đặc biệt của mình nè. Có cái này. Mời nha.
Nay thì mình mua được khoảng chừng gần 5 cân thịt bò cả nhà. Để mình nấu ra món này thì chắc còn khoảng còn 4 cân với rau rồi vô nữa thì cũng cầm 5 cân. Nó thích là thích làm theo kiểu này lắm, ăn nó không có bị ngán. Nào, xin bật chiếu cho nhà coi. Được chưa? Mời nha. Thơm quá. Nghe nói cái món này á ăn vừa hao cơm vừa tốn cơm mà vừa tốn cả thịt bò nữa, tại rất là ngon. Nước sốt này bữa nay cả nhà thấy âm thanh ok đúng không ạ? Lại mới mua một cái loa mới và là một cái thu âm mới. Khá là định đấy. Để lớp mỡ
Cái món này vừa hao hao đồ ăn mà vừa hao cơm nữa. Mà ngon, rất là dinh dưỡng. Oh. Wow. Ôi ơi. Ôi nhìn nè. Thích cái phần lớp mỡ này cực kỳ luôn. Ngậy lắm cả nhà. Ngập mồm. Wow, oh.
mà lại có thể ngon đến như vậy nhỉ? Hola cả nhà. Ăn hôm nay thì khá là nhanh, nhanh hết quá. Nếu mà cả nhà có một cái ngày nào cuối tuần á, có dịp có thể là thử món này ha, bò sốt bơ. Thì trong cái lớp bơ á, khi mà tan chảy thấm vào khi mà mình sốt với lại bò thì cái miếng bơ nó sẽ dính vào trong cái miếng thịt của mình ăn rất là thơm. Cộng bên cạnh đó là Nga có sốt thêm bia nữa, cho nên hương vị cực kỳ gọi là hấp dẫn người ăn luôn cả nhà. Thì Nga cũng như câu Nga hay nói là không phải là thức ăn không ngon, mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà có một ngày an lành. Và cảm ơn cả nhà đã yêu thương và ủng hộ Nga. Nếu cả nhà coi cái video này cảm thấy vui vẻ thì hãy ngại ngần gì cho Nga một cái like, một cái chia sẻ, một cái đăng ký kênh nha. Cảm ơn và yêu thương cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. À, nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.